giữa cái đèn máng led xanh titanin và cái đèn hai chế độ, nên chọn cái đèn nào? Cái đèn máng này nó chỉ một tính năng duy nhất là làm cho con cá lên màu, không có tính năng ngắm. Titanin nó rất là mạnh, rất là nhanh. Chưa có đèn thì đừng mua cây này. Con cá lên đẹp lấy đèn nguyên có vô hả? Lấy đèn nhà chiếu vô. Chưa có đèn nào thì sử dụng cái đèn hai chế độ này. Cái đèn này là tính năng ngắm cá, có hai dải bóng, ngắm cá rất là đẹp. Cá đã đẹp rồi, ngắm mới đẹp. Còn cá chưa đẹp mà sử dụng cái đèn này thì chỉ có tính năng là gì? Lên màu từ từ, không tan nên cá vẫn lên màu rất đẹp. Nó nhanh hơn những cái đèn khác. Nó có hai cái dải xanh trong đây. Tan nên cá vẫn lên màu nhanh hơn chế độ hồng một chút xíu, nhưng mà không so bì được bằng cây đèn này. Vì ảnh này có hai dải bóng và để ở trên cao xuống thì cái ánh sáng có bằng. Đưa vô nó chưa có đủ áp phê cho con cá, làm sao mà nó lên tannin bằng cây đâu, mà phải là nhiều yếu tố khác nữa. Khi chưa có đèn thì hãy sử dụng cây đèn bóng này, vừa ngắm vừa tannin được, size nhỏ vẫn sử dụng bình thường không sao hết. Và không nhất thiết phải để ở dưới nước, không thích để dưới nước để ở trên không sao. Đã có đèn ma diên, đèn nọt một mà lâu quá con cá nó không lên màu thì lấy em đèn thần này về, cam kết trong một tháng lên màu.